Như ở đây cái cây này là của BMW S1000RR, thì một cái cây này nó bị mớp ở trên đây, mớp ngay chỗ cái titan khúc này là một, với lại bị chạy cái carbon dưới đây, với lại chạy cái tem. Cây này nếu mà hiện trạng mà new á, thị trường là website là nó bán là 23 24 triệu, còn cây lướt á, đẹp như mới thì tụi nó bán khoảng tầm 17 18 triệu cho một cây AK lông dài luôn cái bát kẹp titan họng 60. Thì cái này là họng 60 này, cái form nó sẽ giống như Z10R với lại BMW S1000RR, là cái form nó sẽ giống nhau, họng 60 đây. Nhưng mà cái cây này thì chơi thì anh để lại em khoảng tầm 8 triệu. Còn sẽ làm gì em vậy? Xe này zin của nó là nó sẽ có cây tiêu. Ủa này nó không có tiêu đâu. Cây này là cây là một là của CBR ngàn, này là hỏng 60, một là của CBR ngàn, hai là của BM. Dưới đây nó có cái mã nè. Thì cái này giờ bây giờ nó có hai trường phái, một trường phái là một là em làm tiêu trong, hai á là em làm tiêu ngoài đây. Nhưng mà làm hai đó thì nếu mà em chế tiêu thì nghe nó hơi bị sida, nó nghe nó cái kiểu giống như mấy con 350 mà em gắn tiêu mà nó nghe pẹt pẹt pẹt, nó hơi bị nghẹt mũi á. Còn ví dụ mà em muốn im á thì em bắt buộc một là em đi AK Racing Line, là nó vừa có tiêu zin nó dài hơn cái này một xíu, nhưng mà cái phi của nó chỉ có 50 mấy thôi, nó sẽ im hơn nhiều. Nhưng mà lúc mà cái tua cuối thì ghe nó thoát cái hơi, nó không lực như thằng này. Vô ngày là em đi Garanti á thì nghe nó hơi lớn, còn hai thằng kia á, thì nghe nó hơi nhỏ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Tao có cây bô hợp với độ tuổi của mày luôn, tao đang xả sale rất cái quần luôn. Đây cây này bây giờ một á, là em đăng lên mạng bán, hai á, là anh đăng bán giùm em. Nhưng mà cái cây này bây giờ hiện tại là tem chày, thì cái giá dao động thị trường tụi nó bán ra ngoài loanh quanh nó khoảng tầm từ 10 triệu cho tới 11 triệu. Cái thân thì chưa chày nhưng mà cái tem zin á thì nó chày 10 triệu cho tới 11 triệu, còn cây đẹp len ken luôn thì nó rơi vào khoảng tầm 13 triệu nếu mà những cái cây hỏng 60. Còn cái cây này là anh không thâu, thường thường anh anh thâu mấy cái cây nào mà nó dễ bán, giống như AK lông dài hoặc là Arau đồ ray, đại loại vậy. Những cái cây nào mà dễ bán á thì anh thâu, như cái cây này thì một á thì anh đang bán giùm em, còn hai á là em về em tự đăng bán. Còn ở đây thì anh đang có một cái cây mà nó im hơn cái cây đó nhiều, cũng phi 60 luôn, về chắc là chỉ làm cái bát nhẹ lại thôi. Trời, nó không biết sao bán, nhưng mà nó bị chày ngay chỗ cái khúc titan đây nè. Như ở đây cái cây này là của BMW S1000RR, thì một cái cây này nó bị mớp ở trên đây, mớp ngay chỗ cái titan khúc này là một, với lại bị chày cái carbon dưới đây, với lại chày cái tem. Cây này nếu mà hiện trạng mà new á, thị trường là website là nó bán là 23 24 triệu, còn cây lướt á, đẹp như mới thì tụi nó bán khoảng tầm 17 18 triệu cho một cây AK lông dài luôn cái bát kẹp titan họng 60. Thì cái này là họng 60 này, cái form nó sẽ giống như Z10R với lại BMW S1000RR, là cái form nó sẽ giống nhau, họng 60 đây. Nhưng mà cái cây này thì chơi thì anh để lại em khoảng tầm 8 triệu. Còn ví dụ mà em làm lại hết, thay lại tem zin rồi làm lại cái phần cái đai ngay chỗ này là làm như zin, rồi dỗ cái phần titan ở đây quấn bóng lại giống như zin, nguyên cái miệng carbon này làm lại mới lại hết, là nhìn như là một chín một người với lại bô niêu luôn đó. Thì anh sẽ bán em khoảng tầm là 12 triệu rưỡi. Còn ví dụ mà anh bán đứt đoạn như hiện trạng cũng vậy thì nó khoảng tầm là 8 đồng là canh bát lên theo em luôn. Thì cái này em không cần phải làm cái khúc clip on, tại vì hiện tại là cái đùi gà của em mà đang hỏng 60, cây này là hỏng 60 luôn rồi. Thì cái cây này cái lon nó sẽ dài hơn, cái cây này nó có tiêu nha, cây này là nó gắn được tiêu, nhưng mà anh không, lúc mà anh đấu giá về là nó không có cây tiêu, nó bị mất con mẹ rồi, nên vậy bớt em chút bệnh bớt cái quần nữa, bớt mày thấy quần tao mặc cái quần lên tới háng luôn rồi, bây giờ bớt cái gì nữa. Giờ một á, tại vì cái cây này anh đang bán trên mạng á, là anh đang bán 8 triệu rưỡi là xả bỏ rồi, còn em vô đây á, thì anh fit em năm xị là vui vẻ thôi, không có quạo mà cái chữ không
Foray nó chỉ có dành cho xe đua thôi, không đó, Foray you only, tức là xe cái bô này chỉ dành cho dân đua thôi, không. Khi mà em đi ở cái ngưỡng tua thấp là nó im dịu, nhẹ nhàng, tình cảm. Ví dụ em vô sớm làng, ví dụ đang hợp phối quá đó, em vô em chạy tua dưới 4.000 cho anh là nó im như chó thở. Khi nào hợp do thu khối quá vừa xong là em ra em chạy cái tour 90.000 là ré lên liền, đúng không? Bữa nào mà hợp khối quá đó, em ra em thử coi, em vô là em chạy là không ai biết em mà đi xe gì luôn. Để xíu đi, để anh tháo ra anh cho mà nghe thử. Bán mày có 8 đồng bạc rồi, con tao chuẩn bị vô lớp 1 nữa, đủ thứ khí phải lo hết luôn nha. Hiện tại là như thế này là nó bị chày nhẹ một cái carbon ngay khúc này. Cái tem zin này ở ngoài tụi nó bán một cái tem zin của AK là 380.000 một cái tem zin, còn cái tem lô thì nó bán có 80.000 thôi, tùy theo em. Còn tem zin thì nó xin chữ nghĩa thì nó sẽ nét hơn. Còn như thế này thì nói chung là hiện trạng này em nhìn thấy nó cũng khoảng được tầm 60% gắn lên xe thì người ta không có quan trọng tiểu tiết. Còn ví dụ mà em muốn làm chạy cho nó đẹp, ken lại hết như cây bu mới á, thì nó tốn khoảng tầm 3 triệu của em nữa, nhưng mà mất thời gian khoảng tuần lễ, thấy không? Còn như nè, anh nói rõ ràng luôn, cây này anh bán cho em, mai mốt hoành đầu lại lỗ 15%. Còn thí dụ mà em muốn mua cây new thì hoành đầu lại lỗ ít nhất là 30% cho tới 50% tùy theo cái hiện trạng, thấy không? Còn thí dụ cây này anh bán giá cũ cho em, những cái đồ nào anh bán mai mốt em hoành đầu lại. Cũ á thì lỗ từ 10 cho tới 20% tùy theo hiện trạng lúc đó, với lại cái thời điểm cái giá mà cây bô này nó còn giá bao nhiêu. Ví dụ bây giờ hiện thời điểm hiện tại là cái bô này nó đang hot, cái giá nó cao, tới thời điểm em bán cho anh cái giá nó bị đau xuống thấp rồi, không thể nào mà anh thâu em cái giá mà hồi xưa mà anh bán cho em được. Hiểu em hiểu vấn đề không? Ừ. Mày đi độ xe cái mặt mày vui lên, mày đừng có căng thẳng quá, không đó. Như hiện tại giờ là cái bát này là nếu mà đúng duyên á là hiện tại là cái dấu cũ của nó là nó nằm ngay đây. Một là em làm cái bát chữ L cho nó câu vô đây luôn, còn hai á là mình kéo cái bát này xuống đây, thấy không, kéo bát xuống đây thì làm chữ L cho nó âm ở dưới đây. Đường nào cũng phải làm một cái bát nối, tại vì bây giờ hiện tại cái thân bô này nó bự quá, mà cái cổ zin, cái cổ mà hồi trước titan của mình làm sẵn á là nó làm sát vô cái góc rồi. Bây giờ mà để kéo đúng cái thế zin hồi xưa của cái bô AK đùi gà là nó nằm cái bát nó nằm vô trong cái lỗ gác chân này, là nó sẽ bị cứng cái bô. Bắt buộc bây giờ mình phải làm ân gian, là một cái bát L đưa ân gian ra, làm sao mà cái gấp với lại cây bô nó phải hở nhau ít nhất là trên 5 ly. Thì khi mà em nhúng xuống á là cái hai cái vị trí sai nhất của bô với lại gấp là nó không bị cọi vô nhau, thấy không? Giờ anh cho mày nghe thử cây bô nè. Cây bô này là sớm, hồi trước là đi cây bô này sớm ai cũng mê hết. Từ ngày tao đổi qua cái cây Arao kia bắt đầu là sớm không ai nói chuyện tao nữa, không? Nó khác cây kia rồi, không? Không, cái cây kia em lên ga là nó nghe nó ré, thằng này nó im. Bây giờ là thay vì giờ anh phích cho mày, bây giờ anh không phích thì anh làm phi cho mày cái bát câu ra. Rồi đưa là về, đưa về giờ nếu mà cái bát này mà giờ em kéo về cái vị trí dưới đây á thì nó sẽ giấu được chữ L, nhưng mà cái phần carbon zin của nó á, là khúc này là mới nè, lúc mới cái bô nó sẽ như vậy, xài thời gian nó sẽ mờ giống vậy. Mà bây giờ mình kéo lên cái là hai cái này là nó sẽ bị cái đốm. Còn thôi giờ cứ để cái bát y chang như vậy chứ cũ, mình làm cái bát chữ L câu từ các chân ra đây là lụm tiền. Đó. Em bấm đi. À, cái phơm bồ tới công chuyện luôn, phải không? Cái này đúng ra là tự hôm nay là mày gấp, chứ không thôi mà mày không gấp á, là đi hàng thêm hai cái khúc titan móc vô đây làm hai cái móc AK,
móc vô nữa là cho nó đỡ chống hai cái bát này. Nhưng mà nó mất thời gian lắm, cái đó phải chạy lên thợ bô. Đồ bô này bảo đảm mày về ông tổ trưởng khoái mày liền. Chắc cú luôn. Hay quá. Không, hiện tại giờ là Ganti là đang 1.500 nè, lên tour 2.000, 3.000 nè. Thường thường mà em chạy trong phố em chạy maximum cỡ tầm 4.000 thôi. 4.000 là nó chạy lên được khoảng tầm là 70-80 thôi. Nè, 4.000 không? Nghe nó dịu tai không? Còn cái vụ mà em muốn mà gọi là phá làng phá sớm là em phải lên cái tour khoảng tầm là 8.000. Tám ngàn là phải tùy theo cái mức độ mà cái cấp độ số nữa. 8.000 ở cái ngưỡng số 1, số 2, số 3 thì nó sẽ thấp. Nó chạy được khoảng tầm là 1 xị 2 đổ về. Còn mà 8.000, 9.000 tour mà ở cái tốc độ mà khoảng tầm số 6 á, là nó lên khoảng tầm 2 xị rồi đó. Rồi. Rồi, cảm ơn nha anh Hùng. Lên đường. Hy vọng là má em sẽ thần tượng về em đó.